Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta cùng nhau làm món thịt ram mặn ngọt để ăn cơm nha. Cách làm đơn giản và nhanh chóng, nhưng thịt vẫn thấm ngon đậm đà, không thua gì thịt nướng. Ý tưởng tuyệt vời cho bữa cơm gia đình luôn. Vị mặn ngọt vừa vặn, dễ ăn, màu sắc vô cùng bắt mắt. Bảo đảm gia đình bạn ai cũng sẽ thích mê. Nào chúng ta cùng thực hiện ngay nha. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi làm. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Đầu tiên thì mình cắt hai củ hành tím này ra và một ít tỏi nữa. Cho vô cối giã nhuyễn, hành tím và tỏi thì mình sử dụng mỗi thứ 15g nha các bạn. Bạn nào ăn cay thì mình cho thêm ớt giã chung. Có thể dùng ớt sừng để thêm màu sắc cho món ram. Mình giã nhuyễn như vậy là được rồi nè. Hôm nay thì mình sử dụng thịt ba rọi để ram. Thịt này mình mua ở chợ Mỹ đã được lóc phần da ra như vậy. Các bạn có thể mua thịt có phần da tùy thích nha. Mình cắt độ dày miếng thịt khoảng 2cm như thế này là vừa. Muốn cắt thịt dễ hơn thì các bạn cho thịt vào ngăn đông tủ lạnh khoảng 40 phút cho thịt định hình rồi mình mới cắt ha. Thịt này mình đã cắt và rửa sạch sẽ rồi. Các bạn rửa thịt với muối và giấm pha loãng rồi rửa lại thật là sạch để cho ráo nước. Sau đó dùng giấy bếp lau khô để thịt dễ thấm gia vị hơn ha. Bây giờ mình cho qua thố để ướp. Ngoài thịt ba rọi, các bạn có thể dùng thịt nạc vai, sườn non hoặc là sườn cốt lết để làm món này cũng rất là ngon nha. Chọn thịt tùy thích nha các bạn. Với 600g thịt ba rọi, mình sẽ ướp vào đây 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cà phê bột nêm, 1/3 muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng canh đường, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt nếu bạn nào ăn được bột ngọt nha, 1/4 muỗng cà phê ngũ vị hương, nửa muỗng cà phê ớt bột paprika để tạo màu cho món ram. Nếu không có ớt bột thì các bạn có thể thay thế bằng tương ớt hoặc là bột màu điều hoặc là một ít nước màu đường cũng được. 2 muỗng cà phê dầu mè cho thơm ha. Cuối cùng là hành tỏi đã giã nhuyễn các bạn cho vào hết luôn. Dùng tay trộn đều và mình để khoảng 15 phút cho thịt thấm gia vị. Bây giờ thì mình ram thịt nha các bạn. Cho vào chảo 1 muỗng canh dầu. Dầu nóng thì mình cho thịt vào nè. Cháy cho thịt nó săn mặt dưới. Rồi mình trở qua mặt còn lại. Lưu ý là không chiên thịt chín kỹ quá, thịt sẽ bị khô. Chỉ cần săn mặt là được nha các bạn. Tiếp theo thì mình cho vào 150ml nước dừa và 150ml nước lọc. Các bạn có thể dùng toàn bộ bằng nước dừa tươi cũng được, nhưng tùy theo độ ngọt của nước dừa mà các bạn gia giảm lượng đường ướp cho phù hợp ha. Thêm vài cái gốc ngò rí vào cho thơm nếu có nha. Không có cũng không sao nha các bạn. Khi nước sôi thì các bạn hớt bọt ha. Sau đó hạ lửa dưới trung bình và đậy nắp lại. Sau 5 phút các bạn mở nắp ra. Trở thịt. Và tiếp tục đậy nắp lại một lần nữa. Và sau 5 phút nữa thì các bạn mở nắp ra luôn ha. Mình rim thịt cho đến khi nước nó rặt lại. Sau 25 phút, thịt nó rặt lại như vậy và lên màu đẹp rồi này các bạn. Lúc này các bạn trở thịt và hạ lửa thật là nhỏ, rim thêm 5 phút nữa cho nước sánh lại là được rồi ha. Rồi mình tắt bếp luôn. Mình đã hoàn thành xong món thịt ram, nhìn có hấp dẫn không nè các bạn? Dùng cơm thôi các bạn ơi. Thịt ram rất thơm, hơi giống mùi vị thịt nướng. Thịt ba rọi có mỡ và nạc xen kẽ nhau giúp thịt mềm và không bị khô. Vị mặn ngọt vừa phải, ăn với cơm rất là bắt. Ăn bánh mì cũng rất ngon đó các bạn.
Thịt ram rất dễ làm và dễ ăn, người lớn và trẻ con đều thích. Thường có mặt trong mâm cơm gia đình. Với công thức và cách làm của mình, hy vọng các bạn sẽ thích và thêm vào thực đơn hàng ngày của gia đình các bạn nhé. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ like cho mình nha. Mỗi ngón tay nhấn like của các bạn là nguồn động viên tinh thần cho ekip làm video ngày càng hay hơn nữa. Nhớ bấm đăng ký để xem nhiều clip mới của mình nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhduong.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới nha.